Hello, xin chào tất cả các bạn. Kiểu gì các bạn cũng đã nghe qua chơi hụi, giật hụi, bẻ hụi rồi đúng không? Nhưng chắc sẽ có bạn giống như mình, chẳng hiểu nó là cái vẹo gì. Thế nên hôm nay vì tôi muốn biết nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chơi hụi là gì nha các bạn. Chơi hụi hay còn nhiều tên gọi khác như họ, hội, bêu, phường, huê, tuy vùng miền gọi khác nhau nhưng có nội dung và cách tham gia, hình thức đóng góp là như nhau. Với một số bạn, khi nghe tới chơi hụi sẽ nghĩ ngay tới việc rủi ro, không minh bạch, bị lừa đảo, bị người khác ôm tiền mình bỏ chạy đúng không? Nhưng trên thực tế, chơi hụi lại không hề vi phạm pháp luật, thậm chí còn có cả các quy định pháp luật rõ ràng bảo vệ người tham gia chơi hụi nữa nha các bạn. Cụ thể thì chơi hụi sẽ có một vài thuật ngữ như sau. Dây hụi là một hệ thống gồm nhiều người tham gia. Chủ hụi là người đứng ra tổ chức. Con hụi là người tham gia đóng hụi cho cái dây hụi đó. Đóng hụi là mỗi tháng con hụi sẽ phải nộp bao nhiêu tiền theo quy định. Hốt hụi là chỉ việc một con hụi nhận được số tiền sau khi đóng hụi. Bẻ hụi là một trong những con hụi không chịu đóng tiền hoặc rút khỏi dây hụi khiến những người chơi khác chịu ảnh hưởng xấu. Giật hụi là trường hợp chủ hụi lừa đảo, con hụi đến thời hạn hốt hụi nhưng không tìm được chủ hụi đâu. Cái này mới là vi phạm pháp luật này nha các bạn, sẽ bị áp cho tội lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản của người khác. Hụi chết là con hụi đã hốt trước và đang trả lãi cho những kỳ sau. Hụi sống là con hụi chưa hốt hụi, đang nhận tiền lãi từ những người hốt hụi trước. Và chơi hụi không phải như các bạn nghĩ, chắc chỉ xuất hiện trong hang cùng ngõ hẻm, các nơi dân cư lao động, chợ búa gì thôi đâu nha. Tất cả trong văn phòng công ty hay nhóm bạn với nhau hay trường học gì đó đều có cả. Chơi hụi sẽ có hai hình thức là có lãi và không có lãi. Ví dụ hình thức không lãi, chẳng hạn như dây hụi 5 triệu một tháng với 10 con hụi, mỗi kỳ sẽ là 3 ngày một lần. Như vậy, mỗi con hụi sẽ phải đóng 50.000 đồng trên một kỳ. Trong lần hốt hụi đầu tiên, con hụi nào được hốt sẽ nhận được số tiền là 50.000, nhân cho 10 kỳ, nhân cho 10 người là bằng 5 triệu đồng. Sau khi hốt hụi, người này sẽ tiếp tục đóng hụi định kỳ cho đến khi tất cả con hụi trong dây đều nhận được hụi. Bên cạnh đó, những người hốt hụi trước sẽ phải trả một số tiền hoa hồng cho chủ hụi theo như quy định thỏa thuận trước. Không biết các bạn có cảm giác giống như mình không? Với kiểu này thì những người nhận sau cùng sẽ gặp rủi ro rất lớn. Những người đã nhận trước có khả năng sẽ không đóng hụi nữa. Thế nên giật hụi mới xảy ra nhiều như vậy. Với hình thức chơi hụi này, ai nhận trước thì giống như vay vốn trả góp vậy, ai nhận sau thì như là tích góp tài sản đó các bạn. Tiếp tục đến ví dụ chơi hụi có lãi nha. Ví dụ, một dây hụi 5 triệu đồng trên một tháng, cũng với 10 con hụi và đóng 3 ngày một lần, mỗi con hụi sẽ đóng 50.000 đồng trên một kỳ. Giả sử như anh A đang cần tiền rất gấp, muốn hốt hụi đầu tiên, anh sẽ phải thỏa thuận với các con hụi khác và chủ hụi, chịu mức lãi là 45.000 đồng trên một kỳ đóng hụi. Khi đó, anh A sẽ nhận được 5 triệu đồng ngay kỳ hốt hụi đầu tiên và từ đó cho đến khi kết thúc dây hụi, anh sẽ phải đóng 95.000 đồng trên một kỳ. Lãi suất anh A sẽ trả trừ vào số tiền đóng hụi định kỳ của các con hụi khác. Do đó, 9 người còn lại chỉ cần phải đóng 45.000 đồng trên một kỳ mà thôi. Tới tháng thứ 2, chị B muốn hốt hụi và thỏa thuận với chủ hụi cùng 8 con hụi còn lại, trừ anh A, cũng chấp nhận mức lãi suất là 40.000 đồng trên một kỳ. Sau khi hốt hụi 5 triệu, từ đó cho đến khi kết thúc dây hụi, chị B sẽ phải đóng là 45 cộng 40.000 bằng 85.000 đồng trên một kỳ. Lãi suất chị B phải trả sẽ được trừ vào số tiền của các con hụi còn lại. Có nghĩa là 8 người còn lại sẽ chỉ cần đóng 40.000 đồng trên một kỳ mà thôi. Không ít người muốn lãnh sớm và lãnh trước cho nên ai trả lãi cao hơn sẽ được chủ hụi quyết định cho người đó lãnh. Rất đơn giản đúng không các bạn? Và pháp luật quy định rất rất rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của cả con hụi lẫn chủ hụi nhé các bạn. Nào là con hụi được yêu cầu chủ hụi cho xem sổ, chụp sổ và thông tin liên quan, nào là phải đóng tiền mà các con hụi khác đóng trễ, nào là yêu cầu chủ hụi làm đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Quyền lợi của chủ hụi sẽ là được lãnh đầu tiên, được nhận hoa hồng từ các thành viên con hụi. Chẳng qua do bây giờ nó biến tướng tùm lum mà thôi, núp bóng dưới hình thức lừa đảo, vay nặng lãi nên nghe từ hụi ai cũng sợ. Còn đúng ra thì sau khi chủ hụi và các con hụi lên bản cam kết cụ thể số tiền đóng hàng tháng, số kỳ, số người tham gia, thời gian lãnh, nôm la là lên được xong cái dây hụi đó các bạn, thì có thể mang ra công chứng luôn cho chắc cú, hoàn toàn được phép nha các bạn. Chơi hụi nói chung thì rối ở cái phần lãi, khi muốn lấy trước với hoa hồng cho chủ hụi mà thôi. Tất cả lãi hay hoa hồng này kiểu như tự thỏa thuận với nhau vậy. Cá nhân mình thì chưa thấy hấp dẫn hay lợi ích quá nhiều gì mà chơi hụi mang lại cả, mà rủi ro thì lại quá cao. Lòng người mà các bạn khó đoán lắm, ai chắc người nhận xong muốn chơi tiếp, ai chắc chủ hụi cầm một cục tiền lòng tham không nổi lên, ai chắc mình đàng hoàng được đâu. Còn quan điểm của các bạn thì sao? Cùng comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.